Đây, Phong Nguyễn xin chào quý bà cô bác chị mến nha. Giờ là cũng giấc sáng rồi mà cô bác ơi. Đây, lấy sao chào ông bà đi cô. Dạ, chào mẹ bác. Này chuẩn bị đi học đó hả? Dạ. Ừ. Bữa nay đi học trời mưa vất vả nha. Hôm nay có... Xin chào mẹ bác. Tí cũng chuẩn bị xong rồi nè. Tí này học lớp mấy tí? Học lớp 4. Tí học lớp 4 à. Còn sau học lớp mấy sao? Con học lớp 1. Học lớp mấy? Con học lớp gì? Lớp lá. Con học lớp lá. Học lớp lá à? Con học giỏi không? Giỏi. Học lãnh thưởng không giỏi con? Lúc nào nó cũng học giỏi đó. Này ba của em Khang, ủa bạn Khang ghé vui không con? Dạ vui. Không biết hai cha con ngủ được không này nè. Tối nguyên đêm mà quá. Nguyên đêm bé Khang nó nhức đầu. Ba bé là bóp tới nửa đêm luôn. Không biết ngủ được miếng nào không. Đồng bậc cô bác xem chương trình thương gia đình Phong, cũng cho Phong xin một cái like, đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh nha. Cũng xin ông bà cho đăng ký like ủng hộ cho ba đi. Cũng xin ông bà đi. Xin sao? Ông bà cho con xin một cái like, một cái đăng ký. Lớn là ông bà mới nghe được. Cho con, cho ba một cái lại đăng ký cho ba. Con có tiền mua sữa cho con uống. Ba có tiền mua sữa cho con uống. Sau thương ba làm sao? Sau thương ba. Thiệt không? Dạ thiệt. Sau thương ba. Nói bà nghe thì thử à. Sao thương bà sao? Kiếm tiền mua sữa. Làm cực khổ kiếm tiền nuôi anh em con. Sao? Thương bà thiệt hay thương giả? Thương thiệt. Thương giả. Ai thương thiệt à? Thương giả. Sao thương ba thiệt? Hả? Sao thương ba thiệt? Nói ba nghe coi. Con thương ba. Sao thương? Thương nói ba nghe. Thương là phải có lý do chứ, đúng không? Lý do tại sao? Còn ngủ quá nhờ. Lý do tại sao sao? Sao ba nó bỏ phòng sớm quá vậy? Lý do là sao? Hả? Sao? Thường không biết lý do gì vậy? Nói gì? Sao? Rồi không thương sâu rồi. Để con tí. Thương ba đi. Ừ. Sao thương? Ba kiếm tiền mua sữa ba nuôi ba đứa con. Thương ba thiệt không? Ừ. Thương thiệt là dáng đi học nha. Dạ. Đưa dẫu con bà xem trước mắt con. Rồi còn sâu không biết trả lời. Sâu dở quá. Dạ Su đi qua bác ba. Sâu qua bác ba chơi. Ủa Su chứ cột tóc, mẹ cột tóc đẹp dữ ta. Cười miếng lấy hình coi. Này hai trẻ con đâu đang làm gì đây? Ngủ.
Mệt quá tối nó ngủ rồi. Mít da trội rồi. Sao em tối ngủ được không? Dạ được. Được hả? Cho con ôm cho ngủ. Tối nửa đêm giờ thấy nó cũng còn bóp đầu cho thằng Khang. Nửa đêm luôn. Dạ. Ngày nào cũng nó nhức đầu vậy đó. Dạ, ngày nào cũng nhức vậy thôi. Nhất thứ hai và cử nhất bớt ngồi nhất bớt ngồi nhất hoài. Nhà xây cảnh cũng thoải mái hay không? Dạ. Dừng quê quá đi. Không có ồn ào. Dạ. Chúc hai anh em đi chợ mua đồ nấu bánh canh ha. Dạ. Anh thay đồ đi sớm, nấu sớm ăn đi về về. Dạ. Nghĩ sao? Giờ đi học luôn đó hả? Học giống có bị bạn hiếp không? Trả lời. Dạ. Chị chằn chằn hư cái cặp bây giờ. Nó đi học có đánh vợt nữa hả Ti? Làm gì đó? Làm gì đó sao? Này giác sáng thì mỗi ngày cũng giống như thường lệ thôi mà có gia đình làm rau đồ, mấy đứa nhỏ thì đi học. Mưa chân đó nha. Ủa, nón đẹp dữ ha. Nó vô lớp ăn cái gì sao? Nay đi học về là hết thấy bạn Khang rồi đó nha. Nè, gì vậy? Gì vậy? Ôm chặt em lại nha. Buổi sáng sinh hoạt của gia đình Phong. Mẹ Phong thì gia là người gia sớm nhất.
chắc vô dấp. Vô dấp trồng ngay nhà nó cũng tốt đâu mà cô ơi. Xú. Sáng ngày hôm ba sớm dữ ha. Đừng xình không đó. Chào ông bà này con. Chào bà mẹ. Sao sáng ngày hôm ba sớm vậy? Con là hả? Đi quạt chim chác hả? Ừ, dạ. Chim được, ăn được gì chưa? Dạ. Dạ, ăn được gì? Dạ. Hả? Dạ. Nói gì không nghe hết trơn. Chim ăn mà ăn được gì chưa đâu, vợ bụng nữa rồi. Có ăn được, trời bụng bự vậy. Ôi. Ăn gì con? Ừ. Hả? Ăn được gì? Ăn cơm. Ăn cơm vậy đó hả? Ừ. Trời ơi, no bụng rồi mới về đó. Thôi đi vô. Này chắc mấy ký vô dấp mà. Mười mấy hả? Hai manh là đủ mười mấy ký. Giao dấp nhà phòng trồng nó tốt lắm mà cô ấy. Trong khi đi ra ngoài mình lặt có mấy lá nó xấu. Còn này non, cộng nó non với lá nó không có bị sâu. Nay được nhiêu ký mà? Ôi 20.000 là ngon rồi. Trước mười mấy ngàn. Có giá rồi đó mọi người. Giá thì ở dưới quê thì đỡ, không có giá là cũng đuối luôn. Đây, bầu trời bây giờ tối đen hết rồi. Sáng sớm mà trời mưa quá trời nay là coi như là trời bão đó mà cô ấy. Lại mưa dữ lớn dữ lắm á. Lắm nước nó lên một mưa chút xíu mà nước lên khúc rồi. Có cái đường thông qua cái hào. Hà cũng ngập luôn rồi, lấy đâu nước nó thông nó ra ngoài không bà con. Này giờ hai người đàn ông đi chợ. Bữa nay hai anh em mình tự nấu đồ ăn nha. Dạ. Để coi chỗ tài của em mít hay sao mà để cho con Khang thì nó ngủ. Em chạy đứng xe ha. Cái này là hơi sàn sàn chắc là nó lật à. Giật những chân á. Okay. Đứng à, hai neo là bắt hết à. nghiêng con là nó ấy à. Sợ ngồi dưới đây cảm giác hồi hộp quá. Thẳng thẳng thôi. Đấy nè. Quẹo qua cái đường ba anh chạy đó. Sáng ngày ba phòng đi lên có rau rồi, hôm qua mưa lớn có bị gì. Nhiều trái luôn. Quê mà trời mưa nhìn buồn quá em. Đến quê yên tĩnh thoải mái. Thank you.
vừa gió lạnh quá. Đây là trời sức khỏe. Dưới nhớ một chỉ cho đứa con em nó biết bơi rồi. Dạ. Sống nghe sông nước không, không biết bơi. Hai ba bữa nay tập cho nó. Ừ. Cái chiều 4 mấy bắt đầu tập cho nó thôi. Kẹt xe cặp xe rồi. Cái đường rộng cũng rộng quá mà chạy. Là chiếc xe tải đậu rồi. Hai chiếc xe đậu hai bên. Trái hôm qua anh gặp ông kia đụng hai đứa nhỏ đây nè. Trường ra đây nè. Trường nhà gần trường khỏe rồi. À, trường gần nhà cũng tiện. Tiêu anh em mình em ơi. Trời mưa bà rồi. Thật khổ quá. Chết luôn. Đó là mấy hồ bà không sao đâu. Hả? Mấy hồ bà không sao đâu. Đã trời thương mình không có mưa lớn đâu. Chuẩn bị quẹo phải em. Ừ, đúng rồi, quẹo phải vô chợ. Vô chợ Gò Đen nè mọi người.
chợ này Tết anh hay đem bông ra ngoài đây bán nè. Tại thực tế thì quẹo lại lại quá không chuyện. Anh mua bánh cành quá. Bánh cành dễ ăn. Ôi ai dựng chiếc xe giữa đường ngồi rồi. Ở đây có bán bánh cành không chị? Lên 3 kg đi. Đâu từ sáng tới chiều không? Này bán đỡ không chị? Giờ mày bán đồ này đâu? Ba ký. Ba ký nhiêu tiền? Ba ký được chị 30 tiền thôi, nó rẻ. Còn là mối mang không hay chị? Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình đi làm đó hả? Dạ em đi làm có hoàn cảnh đó, con em dẫn đứa con lên nhà em chơi. Củ cây đỏ lấy cho em 10.000 đi. Bà chủ anh đó, bà chủ mua rau nhà anh đó. Em này đó, đứa con đó, bụng nó bự lắm, bụng bự còn 5-6 kg á, thấy thương quá trời. Lớn mới có 5 tuổi hả chị? Cho em xin tấp hành đi. Ở đây. Hả? Sao chị? Hành miếng ngọt luôn nè. Dạ dạ, cảm ơn chị nha. Bà chủ dễ thương quá. Này tối hai cho con nó ngủ về em á. Em đi chúc chị sức khỏe. Này, chị bán rau đủ thứ, kêu bằng chị Lon. Chị Lon chợ Gò Đen không mà có. Chị dựng chiếc xe độc chiêu chứ. Dựng chiếc xe giữa đường mới ghê. Quá dữ rồi. Thôi cái miếng đỏ đỏ, ừ đúng rồi. Này ai ra khu vực chợ Gò Đen ủng hộ chị Lon. Chị bán đồ phải chăng lắm. Chạy thẳng luôn đi em. Mới 40.000 đầu tiên là hết nửa, được cái nửa cái chặng đường mà nồi bánh canh rồi đó. Này mua bánh canh rồi. Chứ mà em đi mua ở ngoài á, mua ở ngoài mà mua đồ ăn á, đâu có được nhiều đâu. Gì đó, dạ. Chạy đi chưa? Dạ. Này hầu như chợ 90% cô bác biết á, tại ra ngoài á. Biết là hay mua cá phóng xanh rồi đó. Ừ, quyết đây nó bán ngon rồi. Vào đây em. Đây quyết người ta làm. Ui. Bán miếng coi. Có bệnh đó, má tao bán bệnh đó. Không, mày bán đi. Má tao đó. Ôi mày bán mới được. Mày mua cho ai? Ngày em hoàn cảnh lên nhà tao nè. Cái gì? Ngày em hoàn cảnh lên nhà tao ngủ qua đây nè, bán hôm qua bán đi. Bán đi. Đi. Thôi mày má tao bán thôi. Thôi mày bán đi. Má tao thôi. Tự nhiên quay tao chi vậy? Bạn anh á. Chỗ này hả? Mày qua bán không ơi, phía ngoài. Dạ. Sao lâu quá, không phải vô đây quay.
Nhà bán cho con giò heo đi. Không, nhiều không, ký chặt cho mẹ không? Chặt cho mẹ không? Tại cái tay nó đau. Lấy con cục, lấy con cục quyết này. Lấy cục quyết quay tao à. Dạ dạ. À anh không bán đồ em anh. Lâu quá sao không ấy. Giờ con giờ cái giò, lấy cái giò, lấy cái bắp giò, mấy cái vịt giò cho anh. Ừ, lấy mấy cái. Thì hai cái này luôn đi. Hai cái lấy. Hai hết rồi đúng không? Ừ. Ờ. Lâu quá sao mình không vô đây. Dạ có mấy mấy bữa trước con đi phóng sanh á. Phóng sanh mấy quà mấy anh chị phóng sanh á. À vậy là cái trước con phóng đi này nè, đi với má Ngọc con á. Dạ. Này cha của bé Khang bụng bự á. À con nghe nó kể không? À, cha của Khang đó. À, vậy là cha của nó. Dạ dạ. Nghe không đó. Ờ thôi lá phụ đi kể nó. Bán nữa lấy nữa. Dạ thôi thôi thôi, thôi thôi. Không có sao. Dạ. Nghe nó có nói, bữa nghe nó có nói. Bữa Phong cũng gửi quà cho con bé mà bị cái u sơ tử cung đó rồi. Ờ, nó này nhiều tuổi rồi. Nó mới 35 tuổi mà nó bệnh quá trời. Có gia đình chưa? À, chưa. À, thôi chưa có gia đình cũng được. Dạ. Cũng cảm ơn cô nha. Ờ, không sao. Kể lát bắn dạ, dạ. Ừ, bữa nghe nó kể mà đâu có biết không đâu. Dạ. Nghe nó kể này. Con bạn học đó đó. Bạn học hả? Bạn học đó. Bạn học mà khá hơn nó nhiều. Dạ nó có, trời ơi, nó dạo cũng chết. Dạo nào dạo. Nó dạng, nói chung là có phương bài trợ, nó cũng được. Bữa nó chuyện nghe kể, nghe nó tội nghiệp. Con làm vậy là tốt quá. Không tội nghiệp chứ, không. Không, không, cái miệng nó vậy cho nó. Dạ. Nó dễ chịu hơn em. Dạ. Nó coi cho nó được lắm. Chặt chặt cho anh thêm cái bắp đi con. Anh vô con bạn bè. Bạn thì giờ kêu anh có gia đình, giờ kêu anh cũng được, không có sao đâu. Ừ. Cô thấy chương trình con ghi hình thấy được không cô? Thấy. Dạ. Con thì đẹp rồi thấy mà không, lâu quá hôm nay sao ta không thấy mày lên không, ta nói thấy chương trình quay ý nghĩa không cô? Ờ thì đúng rồi, phải có ý nghĩa, mình làm thiện nguyện mà. Dạ. Có gì đâu. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Ừ, mình làm thiện nguyện có gì. Dạ. Đâu hai cười. Đủ ăn chưa không? Mấy người? À, 7 người á. Không phải dư rồi. Đó mấy ký thôi? 3 ký. 3 ký tính thành 2 ký thôi. Thôi tính thẳng đi cô ơi. Thôi. Cho ai cho anh chị. Rồi cho anh cục quyết luôn. Bỏ luôn đi khỏi tiền. Trời ơi. Dạ. Mai chắc ra nữa. Nè con lấy bịch này nè con. Cảm ơn ông Phong. Phong bữa gửi thịt cho con bé bị u sơ đó mà con. Thấy tội nghiệp quá, giờ mình đâu có cản được. Nhiều tiền không? Trả luôn 270 thôi. Dạ, 270. Nghe nó kêu mà tôi nói, ủa sao thằng Phong nó để quen cái thằng YouTube này nữa. Nó bạn học con. Trời ơi, nó quậy tao, nó quậy rồi đó, tao quỳ tao lại, nó tao kêu cứu vợ sớm. Nó quậy tao, nó ăn nhậu suốt đêm rồi. Ê, cô đừng nói, đăng lên tội nghiệp đó. Bạn học con không biết mà. Nó dễ chịu. Thôi con đi, chúc cô sức khỏe nha. Cầm giùm anh bỏ nó bớt vô cái. Nó ngồi cho tao thấy cái miệng nó lia 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 lia. Ghé đây mua thêm cục quyết nhỏ nhỏ. Dạ. Nó không phụ gì hết trơn á, vợ ăn đây không á. Dạ, trời ơi, vợ mua nữa. Không á. Lấy con 2 cục quyết đi. Dạ rồi nha. Dạ, đúng không? Dạ thôi 2 cục rồi chứ. Đâu có đâu chị, trời ơi, hết tiền rồi. 20 ngàn. Đó là đạo quyết với thằng già. Dạ đúng rồi, nhà
Dạ con hay ăn quyết đó. Ờ, ở gia đã mua quyết thì dạ ăn ba lần nào đó rồi. Vậy không ngủ. Cô có coi mà, cô coi chương trình mà. Hả? Cô hả? Cô có coi chương trình con hả? À, có quả gì? Nó hay giả mua thằng già nhỏ đó đó. Dạ vợ con bán rau á, bán rau lớp đằng còn bà lon đằng đó. À, chúc chú sức khỏe luôn nha. Đi không không? Cảm ơn nha. Ngoài đây bà chợ, bà con ngoài chợ còn đang vui lắm mọi người. Biết là tưởng cái lộn mà đúng mà. Rồi cũng chạy lúc nào nói chuyện lớn tiếng qua lại nhau vậy đó. Không, nó nói chuyện vậy nó quen hồi đó giờ rồi. Nó đi học nó cũng vậy đó. Chúc cô sức khỏe ăn anh. Chào cô. Đây, mấy anh lạ lạ vô cũng ít tại anh đi thường ở đây quen chứ đó mới vô anh cũng đâu có dám nói chuyện đâu, vô không mua gì sợ người ta chửi hay mộ. Quên mua giá trời. Giá bánh cành khoai có giá. Em coi giờ khóc vào đây có bán giá không? Mua giá luôn rồi mà. Dở thiệt nãy quên mua giá mà. Nhà là nọ bánh cành nãy giờ chúng ta cũng giữ rồi trời. 270 với kia 40 là 7 với 4 là nhiều tăng 301 rồi 301 với quyết nữa, quyết bên kia nữa 330 vậy là nồi bánh canh là 330 rồi 330 nhưng mà ăn nguyên gia đình mà từ sáng tới chiều luôn đó em. Ủa giá đâu ăn chất lượng đều về đây. Đây đó, ừ, đúng rồi. Đây nè. Lên giá chị. Bà chủ lâu quá mới gặp bà chủ. Đây. Có gì bán không? Hay không có gì đâu bán gì. Nhiều tiền chị? Dạ. Hôm nay hết hè. Dạ. Trời ơi, nãy đâu có biết đâu. Lâu quá không đi chợ. Dạ, bánh canh đây không mà không biết đâu lâu chợ. Cảm ơn chị nha. Em phải chạy vòng ra mua giá vậy là vậy. Chúc chị sức khỏe nha. Dòng về em ơi. Xe sao sao. Xe chạy ớn quá.
Dạ. Cái xe đó chạy gặt mà nó rớt hơn nữa, nó rớt gì. Rồi.